rất là nhiều cá luôn. Con như thế này là 40 kg hoặc 50 kg, có con 60 kg, có con một tà nha các bạn. Đây là toàn là cá những người đi đánh bắt, cá người đại dương xa bờ vừa vào thôi. Lâu rồi mình cũng dẫn mấy bạn đi cùng mình trải nghiệm bến cá ở Phú Yên nha. Cá rất tươi luôn. Các bạn ơi, wow, mọi người ho. Hai người đang giác hai con cá ngừ, phải không? Cái anh nào tránh thì giác con cá bự hơn hả các bạn? Tiếp tục cao lên nè, không kéo, không khiêng ở dưới hầm lên nổi mà người ta sẽ cao lên. Rất tươi. Rất to luôn. Đây là một chiếc kia mới vào nữa nè các bạn ơi. Wow. Anh ơi, anh ơi, đóng cung cái bảo tàng là tôi đỡ tăng cái bán trả tiền lại ra. Còn đóng cung cái bảo tàng luôn ạ. Anh ơi.
đây là mực 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 lọc da các bạn, mực đó. Bên đây có rất là nhiều cá, người này thì đang làm mang cá, các bạn làm mang là một cá đỡ con ký. Rất là nhiều luôn nha. Mình lại đi theo chân mình lại chỗ em thế nào. Đây cũng rất là nhiều cá nữa. Rất là nhiều luôn. Em thấy em rất là nhiều cá luôn. Ngồi phía này thì là những chiếc thuyền đang vào băng ké. Còn các cờ kiếm. Rất là nhiều cá, chợ buổi sáng rất là nhiều cá luôn. Cá to.